Cuối cùng thì cũng xong hết. Anh à, anh sắp xếp công việc xong hết chưa? Công việc của anh sắp xếp xong hết rồi. Từ nay cho đến hết tuần trăng mật, anh sẽ vô cùng rảnh. À, mà em thử nghĩ xem, em có việc gì cần làm cho đến lúc kết hôn không? Anh sẽ cùng em hoàn thành hết tất cả mọi chuyện. Anh á, anh thay em làm hết mấy cái việc mà em cần phải làm rồi còn gì nữa. Anh à, sao tự nhiên lại đi yêu em vậy? Em á, là một đứa con gái vừa tầm thường vừa vô vị nữa. Thiếu tự tin, lo lắng, hoài nghi về bản thân. Đây là triệu chứng tâm lý của những cô gái sắp về nhà chồng đúng không? Em yêu anh. Mình sẽ sống thật hạnh phúc nha anh. Em cũng đáng được yêu, cũng đáng được hạnh phúc. Nhưng tại sao em lại gặp một người sở khanh, khiến cả cuộc đời của em để giết nhờ tội lỗi? Em thì không sao, nhưng chị Nguyệt đâu có làm gì nên tội đâu. Mà hạnh phúc và niềm tin của chị cũng bị tước đoạt nữa. Chị có tin là trên đời này có công bằng không chị? Tất nhiên là có rồi em. Nếu công bằng, em và chị Nguyệt sẽ không ra nông nỗi này đâu. Chúng em cũng là con người, cũng có ước mơ. Và sống chân chính với đồng lương của mình, chúng tôi chỉ có hy vọng là sống lương thiện như bao người khác. Nhưng cái xã hội này đã tạo ra những tên sở khanh như Đạt, những kẻ suy đồi như Thiệu. Những người bị hại như chúng tôi phải sống trong vũng bùn nhơ nhuốc. Còn bọn chúng, những kẻ đáng bị trừng trị, thì đang sống nhẫn nhơ đó. Đó là công bằng sao chị? Thanh à, bây giờ em có chết cũng bằng thừa thôi. Chị trách kiếp trước của em ân ở không có đức, nên kiếp này em phải sống một cuộc đời đầy đọa như vậy, không một chút ánh sáng, không một chút tương lai nào hết. Nếu chị tội nghiệp chúng tôi mà khóc như vậy, thì tôi xin chị, không ai cần sự thương hại của chị đâu. Không phải chị đâu Thanh. Chị biết em và Nguyệt đã trải qua một quãng đời bất hạnh, nhưng Thanh à, em không được quyền bỏ cuộc. Em phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình và tương lai nữa. Liệu cô còn kịp cho những kẻ như tụi em làm lại từ đầu không chị? Chị tin, chị tin là em sẽ làm được mà. Chị sẽ giúp đỡ cho em hết sức.
để cho em có được cuộc sống yên bình. Em tin chị đi. Alo. Bà con, dạ, con bé Khanh nó bị tai nạn nhập viện rồi. Hả? Mẹ nói sao? Dạ Khanh, con về gấp đi. Có con gì vậy? Mẹ chị? Bình tĩnh đi, mẹ bình tĩnh đi. Con vô bệnh viện liền. Chuyện gì vậy chị? Dạ chị có chuyện rồi, chị phải vô bệnh viện đi. Em giữ gìn sức khỏe nha. Nên giữa đường nó mới bị cướp, rồi té xuống xe, mặt mũi tay chân trầy hết nè. Thiệt là tội cho con bé. Vậy bác sĩ nói sao hả mẹ? Bác sĩ nói là cũng không có nguy hiểm lắm, chỉ bị trầy bên ngoài da thôi. Bác sĩ nói là cứ để em nằm ở đây mấy ngày đi, để cho bác sĩ theo dõi. Không sao hết, vậy là tốt rồi. Mẹ cũng đừng lo lắng quá nha. Mà ba đâu rồi mẹ? Ba của con đang ở đồn công an á. Mẹ, con thấy mẹ cũng mệt rồi đó. Hay là mẹ về nhà nghỉ một chút đi, để con ở đây với Nhã Khanh được rồi. Mẹ đang tính nhờ con á, đi về nhà lấy đồ cho em. Nhưng thôi, con ở đây coi em đi, mẹ đi về nhà lấy cho nó tiện. Dạ. Con á thì tối ngày cứ lo việc ngoài đường, không có quan tâm gì với chuyện nhà cửa, không có nhờ giả gì được hết trơn á. Nếu như con chịu lấy thằng Hải Đăng á thì hay biết mấy. Con xin lỗi, con làm cho ba mẹ thất vọng rồi. Nhưng mà bây giờ á, con không muốn nghĩ gì nhiều hết. Con chỉ mong cho Nhã Khanh mau sớm khỏe lại thôi. Thôi, con ở đây với em đi, mẹ về đây. Dạ. Anh Long. Anh bận như vậy còn tới đây làm gì nữa? Đâu có gì đâu, đáng lý ra anh phải đến thăm sớm hơn nữa kìa. Anh có lòng là quý lắm rồi. Đây nè, cho anh gửi. Cảm ơn anh. Khanh sao rồi em? Bác sĩ nói là Nhã Khanh không nghiêm trọng lắm, nhưng mà phải nằm ở đây để theo dõi. Mà anh có ghé qua chỗ Thanh không? Em để Thanh ở nhà một mình á, em không yên tâm lắm. Anh qua thăm rồi mới dám đến đây báo cáo tình hình cho em chứ. Lúc này mà anh còn giỡn được nữa hả? Mà Thanh có ổn không? Thanh ổn. Thanh có gửi lời thăm em của em nữa đó. Mẹ. Dạ con chào cô. Phải chi thằng Đăng thì hay biết mấy. Mẹ. Mẹ. Dạ con xin phép về trước. Anh về nha Hòa. Để em tiễn anh. Con chào cô. Anh về nha. Dạ anh về. Hòa nè. Mẹ. Có phải là con với cậu Long đó cùng bào chữa cho nữ tù nhân bị xử tội tử hình đúng không? Dạ. Cứ bám nhau như Sam như vậy á, thảo nào mà thằng Đăng á nó không giận mới lạ. Thôi thì con làm quà với nó đi con. Hai đứa quen nhau đã 7 năm rồi, thời gian quen dài như vậy đâu có phải nói chia tay là chia tay được đâu. Cho nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Cô có biết không? Tất cả là đều tại cô. Kìa ông, sao ông lại nói nặng lời với con như vậy? Sự thật là đúng như vậy mà. Tại sao tôi không được nói? Con tôi, tự tôi biết tôi lo. Còn cô, cứ lo việc của cô đi. Đừng có quan tâm tới nhà này nữa. Bà.
Quả, ông sao nói chuyện nặng như vậy chứ? Nó là con của mình mà. Con, nói với ba một tiếng đi. Quả, 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 Quả. Con với cái. Mẹ. Con. Nhã Khanh sao rồi mẹ? Nhã Thanh nó đang nằm trên phòng á. Ba con thì đang ở trên phòng với nó. Thôi thì con ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát nha. Cái chuyện hồi sáng ba con la, con đừng có buồn nha. Tại vì ổng giận á, ổng nổi nóng như vậy thôi à. Chứ còn cái chuyện mà em con bị xảy ra tai nạn á, là chuyện ngoài ý muốn thôi. Mẹ, con làm sao dám giận ba mẹ được? Con biết nghĩ như vậy á, thì mẹ cũng an tâm. Mẹ sẽ không ép bỏ lý tưởng của con theo đuổi nữa. Nhưng khi kết thúc vụ án, thì con phải hứa với mẹ là con phải suy tính cho tương lai bản thân con. Có được không? Khi con làm mẹ thì con sẽ thấu hiểu nỗi lòng của mẹ bây giờ. Làm cha mẹ, ai cũng muốn cho con cái mình thành đạt và yên bề gia thất. Mẹ à, sau khi vụ án của Nguyệt mà kết thúc á, con sẽ nghe lời ba mẹ mà lập gia đình. Con nói như vậy á, thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng nếu mà người kết hôn với con á, là Hải Đăng thì tốt biết mấy. Mẹ, con nhớ Nhã Khanh quá à. Con muốn lên thăm em. Nhưng mà thôi, ba con đang ở trên phòng á. Ông mà thấy mặt con á, thì ông lại nổi giận nữa. Em có thường hay ra đây ngồi hóng mát không? Em cũng thích đến những nơi như thế này nè. Vậy hả? Ở đây thoáng mát dễ chịu ghê á. Anh cũng vậy hả? Được đây. Ừ. Mát ghê ha. Thôi, mình đi em. Dạ. Thôi mình đi anh. Sao mình lại quá thất vọng, quá chua xót chứ? Hay do mình vẫn còn luyến tiếc khoảng thời gian 10 năm yêu nhau? Luyến tiếc thì được gì nữa? Người đã cạn tình, hạ cớ gì phải níu kéo? Chỉ lãng phí thêm thời gian của nhau thôi. Anh à, Nguyệt cứ giữ thái độ kiên quyết như vậy á, em sợ là Nguyệt không chịu gặp chúng ta đâu. Việc chúng ta đang làm bây giờ là có thể chờ đợi. Hai người tới đây kiếm tôi làm gì nữa? Cuộc đời của Nguyệt đã trải qua quá nhiều sóng gió, nên việc mất đi niềm tin á là điều rất dễ hiểu. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi và anh Long á luôn tin tưởng Nguyệt và muốn giúp Nguyệt giải tỏa nỗi oan của mình. Bọn hai người không thấy phiền hả? Tôi nhận tội rồi mà. Hai người cố tình thay đổi bản án để làm gì? Có thời gian rảnh,
làm việc khác có ích hơn là đi theo chân của một tử tù như tôi. Nguyệt à, không chỉ tôi và anh Long tin Nguyệt vô tội, mà còn có cả Thanh và mẹ của Nguyệt nữa. Hiện tại Thanh vẫn chưa cai nghiện được, nhưng Thanh đã bớt dày dò. Và tôi đã dọn về ở chung với Thanh và chăm sóc cho Thanh. Ừ, được vậy thì tốt. Còn mẹ tôi? Mẹ tôi thì sao? Hiện tại cô ấy đã lên chùa Tịnh Tâm rồi. Hằng ngày cô ấy ăn chay niệm Phật, cầu trời Phật phù hộ cho Nguyệt ta qua nạn khỏi. Trong bản khai với tòa, em đã từng nói rằng em đang phê thuốc, và ông cha dưỡng bước vào bắt gặp. Lúc đó em sợ cha dưỡng tố giác với mọi người là lén lấy tiền chơi thuốc, nên đã giết người bịt miệng. Anh biết rõ rồi mà, anh còn hỏi tôi làm gì nữa? Số tiền bán xe của Tiến em đem gửi sổ tiết kiệm ở một ngân hàng. Không có lý do gì em lấy tiền của gia đình để đi chơi thuốc. Không thể, hoàn toàn không hợp lý. Trong khoảng thời gian em cai nghiện ở gia đình, không có lý do gì mà cha dưỡng em không biết. Vậy thì chắc chắn có một lý do nào đó, đúng không? Những gì cần nói tôi đã nói hết trước tòa rồi. Tôi không muốn nói thêm gì nữa hết á. Tôi muốn về phòng. Anh nói trực tiếp với Nguyệt như vậy á, thì sẽ gây tổn thương cho Nguyệt. Em nghĩ bây giờ á, chúng ta cố tìm bằng chứng là được. Thời gian gấp lắm rồi, chúng ta không thể nào chờ đợi được nữa. Nếu vẫn còn tính cố chấp kiểu này thì chúng ta sẽ thất bại trong việc kháng án cho Nguyệt. Những vụ án phức tạp như thế này, anh nghĩ là chúng ta quá mạo hiểm. Muốn có được kết quả thì phải nhờ trung tâm tư vấn thôi. Chưa kể đến việc á, chúng ta có một hậu thuẫn quá lớn và một cái dù quá to. Nè, ba anh chỉ giúp chúng ta về thủ tục pháp lý thôi, chứ ba anh đâu có nhúng tay vô. Nhưng mà đó cũng là một cửa ải cam go mà chúng ta cần phải vượt qua. Thôi được, bây giờ mình vô vấn đề chính đi. Về thông tin của Nguyệt á, thì chúng ta đã có rồi nè. Còn về mặt thu thập vật chứng á, thì anh cũng đã có người rồi. Hôm bữa anh có gặp bạn anh ở bên pháp y, họ đã đồng ý giúp anh thu thập vật chứng hiện trường. Chiều mai anh gặp họ coi họ giúp mình tới đâu. Còn phần của em á, thì em sẽ gặp Thanh để tìm thêm một số thông tin. Vậy thì em muốn khai thác Thanh bằng cách nào? Em muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Nguyệt nghiện hút và quá trình cai nghiện của cô ấy ở dưới quê. Về phần dưới quê, chúng ta đã có bắt ánh rồi mà. Tất nhiên là như vậy rồi, nhưng mà thật lòng em rất tò mò về Thanh. Em có rất nhiều linh cảm về cô ấy. Được rồi, chúng ta tiến hành cách đó đi. Anh á, gặp bên quản lý hồ sơ. Còn em á, thì gặp Thanh. Còn bác anh á, anh sẽ chở em đi. Ok. Vậy chúc mừng cho dự án của chúng ta sắp tới hồi kết thúc. Thanh ơi, Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi. Thanh ơi, Thanh. Ai vậy? Chị Thanh. Em sao vậy? Em ăn gì chưa Thanh? Ăn thì chưa, hút thì rồi. Em lại tới cử nữa hả? Càng ngày càng dày và sớm hơn.
cứ như vậy hoài á, chị thấy không ổn chút nào hết á Thanh à. Biết, biết làm sao hả chị? Không đủ can đảm lao đầu vào ô tô thì phải chịu vậy thôi. Thôi, em ăn chút gì đi. Có xôi nữa nè, và trái cây nữa. Em ăn một chút gì đi, ăn đi. Thôi được rồi chị, em ăn trái cây. Em đang háo nước quá. Vậy để chị vô gọi trái cây rồi đem ra cho em nha. Không đâu chị, đem cái đó được rồi. Thanh à, em thấy sức khỏe trong người như thế nào rồi? Thân tàn ma dại vậy, cần gì quan tâm tới sức khỏe hả chị? Em cứ sinh hoạt theo kiểu như vậy hoài á, làm sao mà cơ thể em chịu nổi hả Thanh? Chiều nay mới đi mua thuốc, nghe thông tin mấy đứa chơi chung đều chuyển qua S hết rồi. Vậy sao em không đi tầm soát đi? Tầm soát? Thà đã như vậy còn sống được mấy năm nữa, chứ đi thử bây giờ nếu thấy không ổn thì chết sớm chứ làm gì, lợi lộc gì đâu chị. Có thuốc mà em. Hằng ngày không chích là em chết trước bệnh rồi. Hơi đau mà đi thử. Nói chuyện khác đi chị, sống chết có số mà. Thôi, em ăn trái cây đi. Thanh à, lâu rồi em có gọi điện thoại cho mẹ không? Ít lắm. Bán trôn nuôi miệng còn chưa xong, gọi về nhà biết nói cái gì cho mẹ bây giờ. Để yên cho mẹ em sống như vợ chồng anh trai, dù gì cũng có nơi trú ngụ, có cái ăn cái mặc hằng ngày. Chị cứ nghĩ ma túy chỉ lấy đi sức khỏe của con người thôi. Lấy đi tất cả chị ạ. Nhân cách, phẩm chất và cả niềm tin nữa. Mỗi lần em về thuốc, em nghĩ mẹ em trước mặt mình là em tự mãn rồi. Chuyện của chị Nguyệt đến đâu rồi chị? Nguyệt á, đã chịu hợp tác với luật sư để tìm hiểu về quá trình gây án rồi. Nói gì thì nói, em thấy mẹ chị Nguyệt là người đẩy chị ấy vào đường cùng đó chị. Sao em lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Phải chăng đó là lời ngụy biện của người? Chị đang nói đến việc em đang ngụy biện với chị. Chị Nguyệt nghiện ma túy hả? Em công nhận là lỗi do em, nhưng vì sao chị ấy lại rời bỏ gia đình? Chị ấy lại rời bỏ mẹ của mình. Chị ấy lại rời bỏ máu mủ ruột thịt của mình. Có thể cuộc sống đã thử thách Nguyệt quá lớn so với bản lĩnh của Nguyệt lúc bấy giờ.
Nói về bản lĩnh thì chị Nguyệt có thừa. Sao chị không đặt câu hỏi? Chị Nguyệt thừa khả năng để kiếm được công việc rất là nhiều tiền, và nhất là rất nhàn hạ, so với cái nghề buôn thúng bán bưng ngoài bến xe đó. Không phải em ân hận vì việc đã đưa chị ấy vào chuyện nghiện ngập, nhưng thật sự chị Nguyệt là một người đầy tình người. Vì vậy chị mới tìm đến em để bảo vệ Nguyệt đây. Không bản lãnh là em, em đã đi hết Vũng Lầy này tới Vũng Lầy khác và không rút chân ra khỏi vết nhơ nhớp. Hằng ngày em phải tiếp không dưới 20 khách làng chơi. Đàn ông có, phụ nữ có, đa phần khách hàng của em do nhóm bảo kê đem lại. Và thực sự em không biết cái giá họ trả cho em mỗi lần họ tiêu khiển là bao nhiêu. Và em chỉ biết nằm đó cho lỗ mua dâm hành hạ, mệt mỏi và cái đáng trả rồi. Nhưng em phải cắn răng chịu đựng. Em không tiếp khách cũng đồng nghĩa em không có cơm ăn, không có thuốc hút. Em có thể không ăn cơm, nhưng thuốc thì bắt buộc phải có. Bởi mỗi lần lên cơn mà em không được hút thì cơ thể của em như hàng ngàn con dội bò lên xương lên tủy em. Bình thường thì em không sao, nhưng tới lúc em không đủ sức khỏe để tiếp khách thì em sẽ bị đòn rồi. Có những thần bảo kê trút lên người em như những cơn mưa chị ơi. Thậm chí khách làng chơi không thỏa mãn, bọn chúng cũng có thể đánh đập em. Tiền đâu? Dạ không có anh ơi. Không có hả? Dạ không ạ. Em nhìn kìa, đẹp không? Nhìn xa thì cứ tưởng là Thúy Kiều, nhìn gần thì quá ra là người yêu Chí Phèo. Anh này. Nhìn kỹ đi nha, coi có đẹp hơn người ta không mà mày đặt chê. Thì anh mới nhận mình là Chí Phèo rồi còn gì nữa. Anh nói vậy nghĩa là anh nói em là thị nở hả? À mà anh chỉ muốn anh bum theo khổ nào. Thì mấy khi thị nở như Chí Phèo đẹp đôi như thế này á, thì em xem làm kênh bum nào cho nó hợp. Anh chị cứ để tụi em chọn rồi thiết kế luôn cho. Chứ bây giờ mà anh chị ngồi lựa một đống hình như vậy thì hả, rối với lại dễ qua mắt lắm. À vậy cũng được em. Dạ, anh chị cứ ngồi đợi. Anh coi kìa. Khi nào mới quyết định mua đồ cưới đây? Thì anh cứ từ từ đã. À, gần đến ngày cưới rồi em sẽ đi chọn. Biết đâu tới lúc đó em sẽ mập lên hay là em sẽ ốm đi thì sao? Mà tại sao em không muốn tổ chức đám cưới dưới quê? Em đâu còn ai ngoài mẹ em đâu. Dượng thì say xỉn tối ngày. Em nghĩ mình chỉ nên đón mẹ vào đây dự lễ là được rồi anh à. Thật lòng em không muốn làm rình rang đâu. Anh biết, tùy em thôi. Tất cả anh để cho em quyết định và lựa chọn. Nếu như em cảm thấy vui là được rồi.
Xong việc cưới hỏi, anh sẽ đưa em đi Bali để hưởng tuần trăng mật. Ở đó đẹp lắm, có nắng vàng và biển xanh nữa. Ở quê em cũng có mà. Nếu như mà em thích á, thì anh sẽ đưa em về quê để mà nghỉ dưỡng. Em chỉ đùa thôi. Nơi đó đâu còn là nơi chôn nhan cắt rốn của em nữa đâu. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Quê hương là chùm cái ngọt mà. Em không nghĩ vậy. Thôi, không có tranh luận vấn đề này nữa. Em muốn sao cũng được, chỉ cần em cảm thấy vui là được rồi. Anh yêu em, anh yêu con người bằng xương bằng thịt của em. Anh cần em. Anh làm gì mà dội vàng quá vậy? À, hay tối nay mình đi ăn cái gì ngon ngon đi. Ăn cái gì ta? Anh, hay là tối nay á, mình đi ra ngoài làng nướng mà hồi xưa em làm mình ăn đi. Mà không biết nếu em tới đó thì mọi người có nhận ra em không ha? Có chứ sao không có. Nhìn em cũng vậy thôi mà. Anh nghĩ không phải như vậy đâu. Bây giờ em đã thành một bà già khó tính hơn rồi. Anh này, lúc này mày đặt chê em nữa. Anh đó nha, chọc em hoài à. Anh kỳ quá. Quyệt nè, em biết không, khoảng thời gian này anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi có em ở bên cạnh anh. Chỉ lời lúc nãy anh nói á, anh chỉ đùa thôi. Em có biết em quan trọng với anh như thế nào không? Nếu như anh không tìm được em gái của anh á, thì em là người duy nhất níu anh lại cuộc sống này đó. Em có biết em thay đổi nhiều lắm hay không? Em làm anh bất ngờ quá. Ngọn gió nào đưa em tới đây? Dạ, mời anh chị xem ạ. Dạ, đây là những bộ trang phục sang trọng và tinh tế. Tông chủ đạo năm nay là tông màu kem, được thay thế cho màu trắng tinh khôi. Các cô dâu hiện đại bây giờ á, rất sợ những chi tiết rườm rà. Chị dự tính định chọn mấy bộ trong ngày cưới của chị à? Em cũng không biết nữa. Em tư vấn cho bà xã của anh đi. Em cứ chọn thoải mái, miễn bộ nào em thấy thích là được rồi. Chị thật là may mắn khi sở hữu được anh xã chiều chị hết mình. Theo em thấy thì mông của chị nhỏ và thân hình cân đối. Chị hãy chọn những mô áo cúp ngực để tôn lên vẻ đẹp trong ngày cưới của chị. Vì da chị trắng nên không cần kén nhiều màu đâu. Em mới nhập về mấy bộ váy mới, chị xem có bộ nào hợp với chị không? Thấy bộ này được không? Được đó em, đẹp lắm. Em lấy chị coi nha. Dạ. Đẹp lắm. Cho em thử. Dạ, em mời chị vô phòng thử đồ ạ. Thời gian gần đây á, doanh thu của nhóm bà rất là kém. Tao cần biết lý do. Thứ nhất là do trời mưa,
Thứ hai là do hàng của mình quá đắt, khó khăn lắm mới được khách. Mỗi lần xem hàng á, người ta đều lắc đầu rồi bỏ đi. Theo em dòm ngó là thái độ phục vụ của mấy nàng á không tốt, nên khách họ không thích, vậy là họ bỏ đi tìm nơi khác. Nếu mà nói về thời tiết á thì tao không đồng ý. Mưa thì mưa đều hết, tại sao á nhóm 1, nhóm 2 á đều đạt được doanh thu? Nếu mà nói về chất lượng á thì tao chấp nhận. Tao á hả, tao sẽ thanh lọc từ từ. Đứa nào á còn sắc mà còn sức khỏe thì tao cho làm phòng, còn nếu mà không đạt á thì tao cho ra đường. Nhưng mà bay phải đảm bảo là phải cắt được 70%, còn số tiền còn lại á thì để cho nó ăn nó hết. Trời, 30% sao đủ hết? Không hút á thì nó chết. Miễn sao á tụi nó thỏa mãn là được. Mà đứa nào mà yếu quá hả là tao thả đi luôn. Đây là danh sách do nhóm tiệm quản lý, đứa nào gạch đích là ra đường trước. Ủa, sao con Thanh ra đường sớm vậy? Con nhỏ này á, sức khỏe nó yếu lắm rồi chị Hai ơi. Giờ cao điểm á, thiếu hàng trầm trọng, mà nó nhất quyết không tiếp thêm khách nữa. Tối đa một ngày nó tiếp bao nhiêu lượt? Tối đa là 20, trung bình á là từ 4 tới 7 khách. Mày sử dụng thuốc nó chi vậy? Tăng liệu cũng vậy à. Hôm qua nó tiếp ông khách, làm ông khách nổi giận bỏ về. Mà má biết không, khách quen mới ghê. Mày kêu con đó ra đây cho tao. Ê, con Thanh đâu rồi? Vô đi mày. Ngồi đó đi. Ngồi xuống. Dạ má. Có cử nào cho nó chưa vậy? Rồi, liều thì tăng, mà sức á thì xuống. Mày thấy sao? Mày nhắm mày có làm trên phòng nổi không? Nhanh thiệt, mới ngày nào mình gặp nhau vậy mà bây giờ đã sắp thành vợ chồng rồi. Từ nay em đó phải ngoan ngoãn nghe lời anh, có gì cũng phải chia sẻ với anh, nghe chưa? Anh á, lúc nào cũng muốn người ta phụ thuộc vô mình hết à. Em không có chịu đâu. Phụ thuộc đâu mà phụ thuộc, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Mà nè, thiệp cưới cũng đặt rồi, nhà hàng cũng đặt rồi, váy cưới cũng xong rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là mình thành vợ thành chồng rồi đó. Em mà là vợ của anh á hả? Anh mà còn ăn hiếp em nữa là anh biết tay em đó. À, anh nè, em quên nữa, ngày mai nhớ ra bến xe để đón mẹ lên đó nha. Mẹ hả? Sao đám cưới mình mà chỉ mời có mình mẹ, em thấy có kỳ không? Chứ biết sao giờ, em chỉ còn có mỗi mình mẹ em mà. Ý anh là... Em hiểu anh muốn nói điều gì mà, nhưng mà em không có tha thứ được. Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Thực sự anh rất thương và muốn bù đắp cho em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ đã có anh bên cạnh em rồi. Thôi mình đi về đi anh. Mẹ nó, làm cái chó gì mà nãy giờ trong đó lâu vậy? Tao nhanh thôi mà, làm gì lâu dữ. Tao với mày vô coi thử có làm gì trong đó mà lâu quá vậy. Mày á, nhớ nhẹ nhẹ tay thôi, nhờ tụi nó mình mới có ăn, hiểu không? Tao biết mà, mỗi người có một công việc. Đi. Thay cái gì, sắp tới đám cưới của tụi mình á là em cần phải có nhiều sức khỏe hơn nữa, biết không? Em biết rồi. Đi ra. Trời, khách nãy giờ đi mất tiêu rồi kìa, mày còn lại trong đó hả? Đi hả mày? Mày giết tao đi. Mày thích tao hả? Em, hôm nay tao mới giải cho mày ngoài học. Mình đi đường khác đi, không phải việc của mình đâu. Mày, 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 mày
Mày à. Có phải là Thanh không vậy? Mày à. Thôi mình đi đi. Anh ơi, Thanh, bà Thanh anh ơi. Em Thanh. Nguyễn, còn Nguyễn lại. Đi đi. Mày Nguyễn, đi lại. Mẹ à. Nguyễn, em có sao không? Mày tới số rồi. Mày cứu Thanh. Cứu Thanh anh ơi. Mẹ mày à. Nguyễn, tránh ra. Chạy, đu lẹ đi mày ơi. Anh Tiên ơi, nhìn lên. Anh Tiên ơi, anh có sao không vậy? Bắn người ta. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Anh ơi, anh ơi. Anh Tiên ơi, anh sẽ không sao đâu. Cứu không sao đâu mà. Cứu tôi với. Anh ơi, anh không sao đâu mà. Anh Tiên ơi, cứu tôi với. Anh ơi. Anh Tiên. Anh ơi. Anh Tiên ơi. Cứu tôi với. Thôi, dù gì thì người cũng đã mất rồi. Em đừng có đau buồn nữa. Em phải sống tốt lên. Con cũng đừng đau buồn nữa. Lúc này vì thấy con ốm nhiều lắm. Con phải ráng ăn uống vô để giữ gìn sức khỏe của mình, để còn sống tiếp nữa chứ. Nhìn con như vậy thiệt vì thấy đau lòng quá. Số của hai chị em bay sao mà khổ đến như vậy không biết nữa. Nguyệt nè, em đừng buồn nhiều như vậy, sẽ tổn hại sức khỏe nhiều lắm. Mà anh nghĩ Tiến sẽ đau lòng lắm khi thấy em như vậy. Em ráng sống tốt đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Em cảm ơn anh. Vì Tiến lúc nào cũng hiền hữu bên em, lúc nào cũng muốn em bình an. Trước khi về Mỹ, Tiến đã hoàn thành mọi giấy tờ mua căn nhà, coi như đó là món quà cưới dành tặng cho em. Anh thấy lúc nào nó cũng vui vẻ khi được ở bên em, lúc nào cũng đợi chờ, hồi hộp, đợi đến ngày kết hôn. Nhưng anh không ngờ nó lại đã đi một cách đột ngột. Em là một cô gái đặc biệt mà Tiến đã hết mực yêu thương, nên em đừng cứ như vậy nữa. Tại sao mà anh lại yêu em nhiều như vậy hả anh? Anh... Tất cả là lỗi tại em hết. Lỗi tại em. Tại sao ông trời lại không trừng phạt em? Tại sao không trừng phạt em đi mà lấy đi người em yêu thương như vậy? Nguyệt à, bình tĩnh lại đi con. Con đừng đau buồn nữa. Tranh thủ đem hài cốt của thằng Tiến lên cho thầy cúng đi con. Nhanh đi Nguyệt. Đi em. Ráng lên đi con. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua hết mà. Ráng đi con. Thank you.
Anh sẽ không cô đơn đâu. Anh đợi em với. Em sẽ đến với anh mà. Em sẽ đến với anh. Nhìn giùm tôi đi mấy chú ơi. Nguyễn ơi, con ráng sống nha Nguyễn. Bác sĩ ơi, không được vào, bác sĩ vào, người thân không được vào đâu. Người thân cứ đứng ngoài này đợi. Chị ơi, chị cố gắng cứu sống chị em nha chị. Dạ dạ. Cô ơi, cô làm ơn giúp cháu tôi nha cô. Dạ dạ, hai người cứ yên tâm, ở ngoài này đợi đi. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Tôi ơi. Bác sĩ ơi, sao rồi bác sĩ? Bà là người nhà của bệnh nhân phải không? Cháu tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đã được người nhà đưa tới kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ đã chuyển vào phòng hồi sức để cho bệnh viện theo dõi vài ngày. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn trời Phật, con lại trời Phật. Nguyệt à, ăn cháo nè con. Từ mới nấu hồi sáng, con đã ăn cho lại sức nha. Coi đó, ốm yếu quá à. Không có giống con bé hồi xưa mà dì gặp. Nè, ăn cháo đi con. Không phải đâu, con than vậy thôi chứ biết đâu ở trong người mình nó vẫn còn yếu. Hay là con nằm thêm một ngày nữa nha.
Bộ có sợ tốn tiền hả? Đừng có lo, tôi có mang theo tiền đây nè. Tiền nè. Không phải đâu Tư ơi. Tiền của Tư thì tôi cứ giữ lấy đi. Con biết là Tư tốt với con lắm, nhưng thực sự là con đã khỏe rồi. Con đi về, có Thanh nó chăm sóc con mà. Nếu con muốn như vậy rồi, tôi cũng không có cản con được. Nhưng mà về nhà có con Thanh chăm sóc, tôi cũng về bến xe. Con nhớ đó, phải ráng ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Chuyện gì không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng hiện tại là sức khỏe của bản thân mình. Tư đi về, con giữ gìn sức khỏe nha. Con cảm ơn Tư. Ăn hết tô cháo đi. Nè, ráng đi con. Em phải nhắm mắt lại. Rồi em tưởng tượng ra mình là một viên sỏi, và cuộc đời là một dòng sông phẳng lặng. Em ném thế nào để viên sỏi kia bật lên và ngự trị được con sông nhỏ đó? Em xin lỗi anh, em đã không thể bên cạnh anh và đem lại hạnh phúc như anh đã từng đem lại cho em. Nhưng anh hãy an nghỉ đi, em sẽ luôn nhớ đến anh và những điều tốt đẹp anh đã làm cho em. Anh Tiến, em yêu anh nhiều lắm. Chị ở đây mà em tìm chị hoài à. Chị xếp quần áo của anh Tiến lại cho gọn gàng.
này. Anh Tiến thường hay mặc để đi chơi với chị. Đây là cái áo mà anh thích nhất. Chị Nguyệt, em biết thời gian ngắn chị không thể nguôi ngoai được nữa nhớ anh Tiến. Hay là như vậy đi, hai chị em mình đi xa vài ngày để thay đổi không khí, tạm xa cái không gian ở đây. Lâu rồi hai chị em mình không có đi chơi cùng nhau. Đi đâu bây giờ hả Thanh? Chị không đi đâu. Chị muốn ở lại để cúng 49 ngày của anh Tiến. Mình đâu có đi lâu như vậy. Mình đi vài ngày thôi. Mình đi vài ngày rồi mình về mình cúng 49 ngày của anh cũng được mà. Mình đi Phan Thiết đi. Ở đó bình lặng mà không khí lại dễ chịu nữa, giúp cho chị nguôi ngoai được nhiều lắm. Chị đi đi mà chị. Chị thôi được rồi. Hay quá. Để em đặt vé và đặt phòng khách sạn nha. Chị hứa rồi đó. Tới lúc đó không được thay đổi ý kiến nha. Thôi em đi ngủ sớm đi. Chị kêu em đi ngủ. Chị thì chị định chừng nào mới ngủ? Em cứ ngủ trước đi. Chị xếp xong đồ của anh Tiến, dọn dẹp xong rồi chị sẽ đi ngủ. Vậy thì em đi ngủ trước đây. Chị nhớ đừng có thức khuya quá nha. Đi ngủ đi. Em đi ngủ đó. Hai đứa ăn trái cây nè. Cảm ơn Tinh. Xe khởi hành lúc mấy giờ? Mà hai đứa ăn sáng gì chưa? Dạ tụi con ăn sáng rồi Tư. Chừng 30 phút nữa tụi con sẽ lên xe. Dạo này Tư bán buôn được không? Cũng lai rai à con. Mà bây giờ người ta mở hàng quán bán trong bến xe nhiều quá, cạnh tranh nhau dữ lắm. Nè, nhìn sắc mặt của con á, khá hơn hôm bữa, mà vẫn còn ốm lắm. Ráng ăn vô nha hôm. Dạ, vậy Tư yên tâm đi. Con cũng đang cố gắng lấy lại tinh thần và sức khỏe của mình. Lúc còn sống, anh Tiến, anh chăm sóc và lo lắng cho con từng chút một. Bây giờ con cũng phải như vậy mà sống vui vẻ. Con nghĩ vậy là đúng đó. Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Nè, hai đứa quyết định đi chơi xa cho khuây khỏa là tốt đó. À, đợi tôi chút xíu nha. Dạ. Nè, hai đứa đem thêm mấy cái bánh này để dọc đường mà ăn. Tư ơi Tư, tụi con có mang theo đồ ăn rồi. Với lại ngồi xe người ta có cho khách dừng lại để ngồi ăn cơm mà. Dạ đúng rồi đó Tư. Con cảm ơn Tư.
thì cứ đem theo đi. Đi chơi tốn tiền dữ lắm. Tiết kiệm được cái gì thì hay cái đó. Ngồi xe cũng mấy tiếng đồng hồ chứ bộ ít đâu. Dạ, con cảm ơn Tư. Tư ơi, chắc tới giờ rồi, thôi tụi con đi. Không thôi trễ giờ. Thôi, tranh thủ ăn đi. Tụi con ăn đi. Thôi được rồi, thôi tụi con đi. Vậy thôi, tụi con chuẩn bị đi đi. Để trễ giờ đó. Tư muốn mua gì không? Tụi con mua quà gì cho Tư nha. Trời ơi, già rồi, quà cáp có gì không biết nữa. Thôi đi đi, dạ, để trễ giờ. Dạ, thôi con đi. Dạ, vậy thôi con đi nha Tư. Đi đi con. Đi chơi vui vẻ nha. Chị sao vậy? Chị đừng nhớ anh Tiến hả? Vui quá chị. Chị lại đây. Chị, ngày mai chị muốn đi chỗ nào đặc biệt của Đà Lạt không? Chị muốn đi đâu? Chị đâu có biết chỗ nào đâu. Thì em dẫn chị đi đâu, chị sẽ đi đó. Hay là ngày mai mình đi thác Cam Ly đi. Hoặc là suối vàng suối bạc gì đó. À, chị biết trại mát không? Trại mát là gì vậy? Trại mát không phải là cái gì, mà là một địa điểm. Ở đó đẹp lắm. Có xa lắm không vậy? Không có xa lắm. Mình đi chơi á thì phải đi cho thoải mái chứ chị. Quyết định vậy đi. Phải chi có anh cùng ở đây với tụi em thì hạnh phúc sẽ được đong đầy. Hả? Alo. Alo. Có phải chị là Nguyệt không? Dạ tôi là Nguyệt đây ạ. Xin lỗi, anh là ai? Tôi là thám tử làm việc cho anh Tiến. Hả? Anh nói cái gì? Anh là thám tử làm việc cho anh Tiến hả? Tôi đã tìm được em gái của anh Tiến. Anh nói sao? Đúng. Có chính xác là cô gái đó không? Chính xác, tôi đã tìm được cô gái đó. Tôi biết rồi. Chị có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy chị? Thanh, chị muốn về Sài Gòn. Về Sài Gòn? Chị mới hứa với em là ngày mai chị dẫn em đi chơi nhiều chỗ mà. Sao về sớm vậy? Còn rất là nhiều nơi chị em mình chưa đi mà. Thôi mai mốt rồi mình đi cũng được mà. Bây giờ có việc quan trọng lắm, chị muốn về Sài Gòn liền. Tại sao? Hơn nửa tháng rồi chị vẫn không quên được anh Tiến. Đang đi chơi vui vẻ lại nặng nặc đồ về. Thanh à, chị xin lỗi. Nhưng mà chuyện tìm kiếm em gái của anh Tiến, chị đã hứa là tìm kiếm lâu lắm rồi.
Chị không ngờ là việc tìm kiếm kéo dài đến tận bây giờ luôn. Tới hôm nay nè thì mới có manh mối. Đó không còn là trách nhiệm của chị. Anh Tiến mất rồi. Bây giờ chị tìm được em gái của anh Tiến có ý nghĩa gì đâu. Chị làm cho chị càng thêm đau khổ. Chị nhớ anh Tiến hơn nữa. Còn em gái của anh Tiến, em nghĩ cô ấy rất đau khổ khi biết tin mình mất người thân đó chị. Em thấy tốt nhất chúng ta nên lơ chuyện này đi chị. Chị cảm ơn em Thanh. Chị biết em lo lắng cho chị lắm. Nhưng mà thôi đi. Lần sau chị hứa với em á, chị với em sẽ đi chơi vài ngày hơn ha. Mình về khách sạn dọn đồ rồi đi về. Chị cảm ơn em nha. Đi. Xíu nha. Phiền phức quá. Nè, bà làm gì dữ vậy? Tôi hỏi thăm chuyện bạn chút. Bà biết thì bà trả lời, không biết thì thôi. Có mất mát gì đâu mà bạn vậy. Hỏi gì? Chị cho em hỏi, chị có biết cô gái trong hình này không ạ? À, cái con nhỏ này á hả? Dạ. Con nhỏ này nó có gia đình đi Mỹ mà. Dạ đúng rồi đó chị. Chị biết không, chị chỉ giúp cho em đi. Trời ơi, cô tin lời mấy con ca ve đó hả? Ở đây có con ca ve nào mà không nói gia đình nó giàu có, là Việt Kiều ở Mỹ. Đáng lẽ nó là tiểu thư ở Mỹ, chứ không phải nó nghèo hèn mà lăn lộn ở cái xóm này đâu. Bà nói nhiều quá. Hỏi bà biết thì bà trả lời. Không biết thì thôi. Thôi đi. Có biết, nó thường ở dưới gầm cầu á. Đây nè, cái gầm cầu ở trước này nè. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Nè, mà hai người đi kiếm nó phải không? Cẩn thận đó nha. Chứ tôi nghe nói con nhỏ đó nó bị sida đó. Cảm ơn chị.